xin chào các bạn. Welcome back to my channel Lu Live Vlog. Và bây giờ hôm nay á, cái video này á là Lu sẽ tập hợp nha các bạn. Tập hợp cái gì thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, đây. Đây là cái món mà cái này chắc là đập bịch chứ không phải là đập hộp nha các bạn, hay là gói trong cái bịch ha. Ok. Và bây giờ mình sẽ mở ra coi nó là cái gì nha. Đây là một gói đồ mình mới nhận hồi chiều ha. Thì cái món đồ này là mình đặt hàng online và người ta mới giao cho mình hồi chiều này ha. Rồi bắt đầu nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ tháo cái bịch ra nha, để xem ở bên trong đây là cái gì ha. Thì cái này mình đặt hàng khoảng 4 ngày rồi các bạn. Ship code ha, tức là khi mình nhận hàng thì mới thanh toán tiền á. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái này là cái gì nha. Đó. Thì mình định là ngày mai mình mới tháo ra xem, nhưng mà nung nóng cho nên là bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn cùng xem với mình luôn ha. Dán rất là kín ra. Ok. Rồi bật mí cho các bạn xem, các bạn biết nha, thì đây là có hai thứ trong đây, một cái màu hồng lợt và một cái màu đen ha. Là mình đã đặt như vậy thì bây giờ tháo ra cho các bạn xem có một cái gì. Nhớ chịu ăn cơm rồi mà ta. Rồi. Một cái bịch đen. Ten. Một em. Rồi mình sẽ lấy cái một em ở đây. Ten. Ok. Rồi mình sẽ để cái bịch này xuống dưới kia đi, nó rộng rãi với đi. Rồi sẽ dựng. Rồi và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái màu đen nhìn đẹp quá ta. Đây là hai cái quần tập thể dục mình đặt ở trên mạng á, tại mình thấy người ta đang sale á. Thì nói chung mà mình nhìn ở trên mạng thì chất vải đồ rất là ok, rất là đẹp ha. Nhưng mà bây giờ mình phải tháo ra xem để xem như thế nào ha. Thì cái này là mình đặt size M hết các bạn. Và tại vì cái chỗ này á, dễ đẹp quá ta. Nè, cái chất vải rất là mịn các bạn. Có cái bịch nè, cái bịch nó có cái đầu khóa nữa nè. Mình cũng hay ghê ha. Đây. Mà lên cái video, tại vì có ánh đèn thì các bạn nhìn cái màu rất là đẹp, nhưng mà ở bên ngoài thì mình nhìn nó cái màu nó hơi cũ một xíu, tại cái này đó là màu hồng lờ các bạn, đó màu hồng lờ. Thì cái này nó có 4 màu, nhưng mà sale á thì sale bây giờ nó chỉ có 2 màu thôi các bạn. Đây. Cái này đây, cái quần tập đấy các bạn. Đây. Đó. Thì mình nghĩ là chắc mình vừa đó. Tại khi mà mình tư vấn á, cái bé đó nó hỏi là mình bao nhiêu ký, rồi nói cân nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu ký, rồi nói là thôi vậy lấy xe ớt đi. Nhưng mà theo mình nghĩ là tại mình mặc hay mặc đồ size M không à, nếu mà mình lấy xe ớt thì sợ vậy nó bị chật có lại mất công. Rồi bây giờ mình tháo màu đen nè các bạn. Màu đen rất là đẹp. Wow. Đây cái hiệu này đấy các bạn. Thì chắc có lẽ là cái hiệu này nó rất cũng là quen nè, tại mình thấy người ta mặc đồ tập thể dục nó cũng có hay với cái hiệu này ha. Đó. Thì cái màu hồng này á, nãy mình quên đang nói cái màu hồng này thì nó có 4 màu lận. Màu hồng lợt, màu hồng đậm, nhưng mà màu hồng đậm á, nhìn tại mình không có hết màu sáng á. Nếu mà mặc cái hồng đậm lên nữa mà không biết phối đồ á là nó sẽ nhìn quê mùa lắm các bạn đó. Với lại màu đen nè, với lại màu xám á, xám mà xám đậm á. Đó, mà mình rất thích cái màu xám đó, xong rồi đặt hàng hỏi tùm lum.
Chị ơi, bây giờ em có hai màu thôi, màu hồng đậm đậm và hồng lợt thôi. Thế là mình phải chọn cái hồng hồng lợt này đó. Thì cái màu ở trên video nhìn rất là đẹp các bạn, nhưng mà cái màu ở bên ngoài thì nói chung là nó chất vải nó sẽ giống ở với cái hình người ta đăng. Và khi mà mình chọn cái đồ mà tập thể dục của mình thích với những cái chất vải rất là co giãn, rất là thoải mái. Chứ không phải là mình thích những cái vải nó dạng nó dày quá mà nó bó quá. Tại vì các bạn tùy người, người ta sẽ thích mặc cái vải như là bó. Tại vì khi mà bó như vậy thì như là sẽ định hình cái eo đồ á, cái mông lại đó. Nhưng mà mình mặc như vậy mình cảm thấy rất là mệt mỏi, thở không nổi luôn đó. Cho nên là thôi, mình sẽ chọn những cái chất liệu rất là co giãn, rất là thoải mái ha. Thì đây, thì khi khi mình nhìn nhìn lên cái hình á, với lại cái mẫu người ta mặc á, cái người mẫu mặc á, thì nói chung cũng được. Nhưng mà sao mình thấy nó hơi mỏng xíu ta, hơi mỏng rồi nha. Là các bạn thấy không, hơi mỏng nha. Wow. Rồi ở đây thì nó có luồng dây thun, cái cọng dây thun này ha, các bạn thấy cọng dây thun không? Đó, cọng dây thun ở trên trong này. Đó. Đó. Rồi để xíu thử sao. Rồi còn cái màu đen thì mình thấy mình chịu nè, màu đen mình thích nè đó. Thì cái màu đen xí lộn nha các bạn, thì cái màu hồng này á, cái giá sale là 141.000 đó. Còn cái màu đen này á là cái giá sale của nó là 149, thì coi cho coi như là 150 đi. Nhưng mà cái màu đen mình thấy rất là đẹp, cái vải ok nè, cái vải nhìn nó cũng nhìn nó rất là xịn các bạn. Nó có giãn, nói chung là nó cái chất vải này nó chắc, nó giãn, nhưng mà cái nó không phải, nói chung là nó không phải là cái chất dày lắm đó. Mình thích là thích như vậy ha. Nè đây cái chất vải đó các bạn nè, ở màu đen thì khó khó thấy xíu đó, đó. Thì cái này cũng có những bốn năm màu, bốn màu luôn, nhưng mà nó thôi chỉ còn có màu đen thôi. Nhưng mà màu đen thì mình thích mặc màu đen hơn đó. Ok, nói chung là thích. Ồ, sao nó lấy cho mình cái size, cái này là Made in China này. Ok, và bây giờ mình sẽ thử mặc lên cho các bạn xem nha.